cả nhà, không biết có ai giống như tụi mình hay không. Thay vì mỗi năm ăn đi với nhau một lần thì tháng nào tụi mình cũng sẽ tổ chức đi với nhau. Lucy nói với Dung là sao Dung để cho Lucy ở một mình lâu quá, bây giờ mới tìm thấy nhau. À, hãy bù đắp cho Lucy đi. Thế là tự nhiên tháng nào cũng lại có quà từ người yêu. Chung là bà Dung mà biết mình rất là thích thời trang nên thường những cái món quà của Dung sẽ thiên về giống như là kiểu trang sức hay là phụ kiện để mình có thể dễ dàng phối với rất là nhiều outfit. Nhiều khi thấy bà cũng rất là tâm lý luôn á, nhưng mà kiểu mình hay chê bà sớm á, nhưng mà thật sự là lòng mình rất là vui. Không biết mọi người như thế nào, chứ mỗi lần Lucy với Dương mà đi hẹn hò với nhau thì chắc chắn là đồ mặc sẽ phải rất là tông xịt tông luôn, kiểu hai đứa ngựa ngựa giống nhau mọi người. Cái nó chơi chung với nhau riết người càng ngày càng giống nhau á, không có đứa nào mà chịu thua đứa nào hết trơn. À có những bạn á thì rất là thắc mắc á, là thường đi chơi như vậy thì ai là người trả tiền? Thì trời ơi, tất nhiên là bà Dương rồi mọi người ơi, dĩ nhiên là cái thu nhập của Dương á là sẽ không bao giờ là bằng mình được hết. Nhưng mà hàng ngày Dương rất là cố gắng để làm việc để được dẫn cho mình đi chơi ở những cái nơi mà mình thích. Với mình thì nếu như mà đã yêu nhau rồi mà còn cân đo đong đếm nhiều quá thì mối quan hệ đôi khi nó sẽ trở nên rất là ngột ngạt. Trong tình yêu hay bất cứ mối quan hệ nào thì điều mà Lucy thấy quan trọng nhất vẫn là sự chân thành. Không biết tại sao mà lúc yêu bà này á tự nhiên mình trong trẻ ra hẳn. Phải là mình yêu nhau mà mình vui quá, xong mình cười quá là nhiều luôn á. Nhưng mà có phải là do mình chăm skincare không mọi người à? Skincare xong rồi thì mình đi ngủ đi nha mọi người. Bye bye.